Kênh Định CTTV hay còn gọi là Định Cảnh Tùy TV xin kính chào quý cộng đồng khán giả. Đây chính là chiếc xe tăng ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn của đời mới 2021. Một môn chơi xe tăng giải trí rất là mới mẻ và hấp dẫn, vì chiếc xe tăng này nó có thể là nhả được khói, bắn đạn và đi trên mọi địa hình. Đây các bạn hãy cùng tôi mở ra để giới thiệu. Mặc định coi như là cài đặt sẵn này, ấn vào đây thì nó sẽ tự động nó chạy, tự động biểu diễn. Đấy, và nếu không thì chúng ta tự điều khiển thì ấn vào những nút này. Đây, quay trái rồi quay phải, 3.7V 500mAh, rất đơn giản nhưng mà chứa coi như thời gian rất lâu. Ta lắp vào đây, trước khi sử dụng lắp vào. Sạc thì như mọi xe là đều dây sạc đơn giản này thôi, đầu cắm vào USB máy tính hoặc là cái củ 5V cắm vào điện 220, còn đầu này thì kết nối với cả pin. Đấy, cắm vào là xong. Khi chúng ta sạc thì đèn nó sẽ đỏ lên, đấy là đang sạc, và khi sạc đầy thì đèn nó tự ngắt, là báo hiệu là đã sạc đầy, chúng ta rút ra là chiếc điều khiển của nó cũng pin AA hai quả.
Là bây giờ chúng ta đi vào chi tiết cụ thể. Ta lắp ống vít vào. Lắp ống vít vào để xoáy vào cho nó chặt. Vì khi xe mà hoạt động là rất chi là mạnh mẽ nên là phải vặn ốc vít lại cho khỏi bung pin ra các bạn nhá. Sau đó chúng ta ấn nút on khởi động. Chiếc xe tăng vào chỗ này. Đấy. Và pin lắp vào rồi thì nó sẽ tự kết nối với nhau. Đấy. Nghe rất sinh động. Đấy. Đây là chúng ta ấn nút này là nút tắt tiếng này thì nó sẽ không có âm thanh và vẫn cứ điều khiển bình thường được rồi. Đây là lòng xoay 180 độ này. Đấy. Và đây là nút bắn này, bắn đạn này, chúng ta ấn vào đây giữa là nút bắn này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, ấn phát nữa này, bắn này. Đây là chưa lắp đạn các bạn nhá. Rất là giống với xe tăng thật ngoài đời. Từ cái âm thanh như đến đấy, đi rồi. Đấy, các bạn thấy không? Ấn vào đây là cài đặt là lập trình. Lúc này này. Lập trình, khi ta ấn lập trình xong ấy thì đấy thì bắt đầu ta mới ấn ví dụ quay tháp pháo phải này, trái này. Này, bắn này. Đi lên này, đi xuống này. Và bây giờ ta ấn phát nữa là nó sẽ thực hiện theo này. Bây giờ tự nó lập trình này, ta vừa lập trình cho đấy, ta vừa lập trình cho nó đấy. Và đây là gói đạn mà khoảng 1.000 viên gì đấy các bạn nhé. Có hai viên, có hai gói nhỏ đây, tôi bóc ra một gói này. Đấy, bóc ra một gói này. Và chúng ta nên nhớ là khi bóc ra ấy, đây ta bóc ra chúng ta thả xuống nước theo như sản xuất đấy. Đây là đạn thạch, chúng ta phải thả xuống nước để ngâm coi như là thời gian phải đúng 4 giờ 4 tiếng đồng hồ đấy, để cho đạn lở hết ra đã. Đạn lở to hết ra thì chúng ta mới có thể là bắn được. Và đạn này rất chi là mềm các bạn nhé, đạn thạch. Ok. Và đây là sau 4 tiếng đồng hồ thì nó sẽ lở to như này các bạn nhé. Đây. Đấy. Nó lở to như này. Tại sao là phải đúng 4 tiếng theo như người ta quy định? Đấy. Thì các bạn hãy để ý video lần sau tôi sẽ giải thích cụ thể thêm. Nhưng mà muốn bắn là phải đúng 4 tiếng đấy. Dưới 4 tiếng là đạn bắn sẽ viên được lên không nhé các bạn nhé. Và đây là cái bình nhảy kèm theo này, chúng ta hút nước vào này. Hút nước để tí nữa bơm vào xe tăng để khi vận hành chúng ta sẽ thấy cái làn khói trắng ở đằng sau. Đấy, cho xe tăng thêm phần sinh động các bạn nhé. Bắn đạn khói, bắn đạn phục chạy ra khói. Đấy. Đấy, chỉ cần một lửa này thôi cũng được. Bơm vào thì các bạn xem cái bơm, ta bơm vào ta vặn cái nút này ra, mở ra và chúng ta bơm một ít nước vào.
nước để tạo khói đấy, hiện đại không, rất hiện đại, đúng là mẫu của 2021 đấy. Ta cho một ít nước vào và chúng ta vặn nha, vặn lại. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ lấy đạn ra để lắp vào phải bắn nhé. Đây, lấy tạm đây, đạn ra đây, chúng ta ấy cho nó khô khô đi, khô khô đi tí. Và các bạn nên nhớ là luôn luôn khi bắn xong rồi là phải duy trì, là phải để phải ngâm nước đấy nhá, không là nó sẽ lại nhỏ nhỏ dần lại đấy. Chúng ta cứ cho ít nước vào ngâm. Nó gọi là đạn lở đấy, đạn thạch. Và cái chúng ta muốn nhồi đạn nhanh thì kiếm cái ống tròn tròn như thế này, ta đặt về đây tạo thành cái phễu đấy. Bắt đầu chúng ta cho vào rồi. Đấy. Ok.
luôn.